Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 19 tháng 9 năm 2021. Đầu tiên là tin áp thấp trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, hồi 3 giờ sáng ngày hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển từ Đà Nẵng tới Khánh Hòa, cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 200 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 5, giật cấp 6. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp đang đi di chuyển về phía Tây, nên trong sáng nay, khu vực vùng biển từ Quảng Ngãi tới Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông, biển động mạnh. Trên đất liền, với hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, cộng thêm vùng mây đối lưu lại nằm ở phía trước. Vì thế mà ngay từ sáng và trưa nay, thì hầu khắp khu vực ven biển Nam Trung Bộ, từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, tâm mưa là các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Dự báo sau khi áp thấp đổ bộ vào đất liền trong chiều tối nay thì mưa dông sẽ còn gia tăng hơn nữa cả về diện và lượng. Cụ thể là từ nay tới ngày 21 tháng 9, khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận sẽ bước vào đợt mưa lớn, có nơi có mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến ước tính sẽ đạt từ 100-200mm trên đợt, có nơi trên 250mm trên đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng trũng thấp đô thị. Mưa tăng nên mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận giảm còn từ 28-31 độ. Còn tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Bình nằm ở rìa phía bắc của áp thấp nhiệt đới nên chiều và tối nay có mưa nhưng lượng mưa không quá lớn, phổ biến từ 10-20mm. Trong khi ở đó ở khu vực từ Hà Tĩnh trở ra đến Thanh Hóa vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, nhiệt độ ở khu vực này trong ngày duy trì trong ngưỡng từ 32-34 độ. Mưa lớn không chỉ xảy ra ở khu vực Nam Trung Bộ mà lan sang cả Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ. Dự báo trong ngày hôm nay, cả hai khu vực này đều có mưa, mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, có điểm trên 150mm. Về nhiệt độ thì tại Tây Nguyên cũng hạ xuống còn từ 27-29 độ, trong khi ở Nam Bộ nhiệt độ duy trì trong ngưỡng từ 30-32 độ. Ngược ra phía Bắc, sẽ có một vùng hội tụ gió di chuyển từ phía Tây sang, nên mưa dông sẽ tiếp diễn ở vùng núi Bắc Bộ, với nhiều điểm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến sẽ đạt từ 100-150mm. Dưới các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 200mm. Sẽ có mưa to nên nhiệt độ cao nhất tại đây hôm nay duy trì trong ngưỡng từ 29-31 độ. Còn khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, chỉ mưa rào về đêm và sáng, ban ngày trời có nắng nên nhiệt độ cao hơn, dao động trong ngưỡng từ 31-33 độ. Ngay sau khi áp thấp này thì miền Trung có thể tiếp tục đón thêm một xoáy thuận nhiệt đới nữa đổ bộ vào trong tuần sau. Tuy nhiên tin vui đó chính là theo những mô hình cập nhật mới nhất trong đêm qua thì khả năng mạnh lên thành bão số 6 của áp thấp này đang giảm dần. Nhưng diễn biến về mưa lớn tại Trung Bộ sẽ còn diễn biến khá phức tạp vì khu vực khả năng sẽ phải chịu hai xoáy thuận nhiệt đới liên tiếp đổ bộ chỉ trong vài ngày tới. Ngay từ bây giờ, chính quyền các cấp và nhân dân tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ, nhất là vùng có nguy cơ cao, nên chuẩn bị sẵn sàng và triển khai kịch bản ứng phó vừa dịch vừa thiên tai xảy ra đồng thời nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.